Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì nhóm thuốc corticoid là nhóm thuốc chống viêm, giảm đau mạnh, chống dị ứng, ức chế hệ miễn dịch và được áp dụng trong việc điều trị các chuyên khoa khác nhau như là khớp, dị ứng, thận hay là hô hấp. Bên cạnh những mặt lợi thì corticoid gây ra rất nhiều những tác dụng phụ với sức khỏe nếu như người bệnh lạm dụng nhóm thuốc này. Các bác sĩ cũng cho biết tình trạng lạm dụng corticoid đang có xu hướng gia tăng lên trong khoảng thời gian gần đây và rất đáng báo động. Theo đó thì nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị biến chứng nặng do lạm dụng các thuốc có chứa corticoid. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Bệnh nhân nữ 51 tuổi này có tiền sử hen phế quản lâu năm. Do thiếu hiểu biết, lạm dụng thuốc có chứa corticoid để tự điều trị tại nhà nên bệnh của bà ngày càng nặng thêm. Bà nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy, kèm nhiều biến chứng nặng. Còn nam bệnh nhân 45 tuổi này, khởi phát là sử dụng thuốc nam có chứa corticoid để chữa bệnh cơ xương khớp. Nhưng do thường xuyên sử dụng thuốc nên sức khỏe yếu đi, với hàng loạt căn bệnh đe dọa đến tính mạng. Tôi dùng thuốc không có nguồn gốc rồi thôi, bệnh tôi càng ngày càng nặng. Tôi rất hối tiếc là tôi sử dụng thuốc này. Bệnh nhân vốn là chỉ có bệnh cơ xương khớp thôi, chỉ cần điều trị cơ xương khớp. Dần dần biến thành đái tháo đường, dần dần biến thành tăng huyết áp, dần dần biến thành suy dưỡng thận. Mỗi tuần khoa nội tiết đái tháo đường của Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 5 bệnh nhân gặp biến chứng nặng do lạm dụng corticoid. Nguy hiểm là việc mua bán các sản phẩm thuốc chứa corticoid trên thị trường hết sức dễ dàng. Nhiều người bệnh sử dụng thuốc kéo dài, chỉ đến khi diễn tiến nặng, nguy hiểm đến tính mạng thì mới nhập viện điều trị. Các chế phẩm corticoid sử dụng kéo dài gây ra rất nhiều các biến chứng như là đái đường, loãng xương, tăng huyết áp, rồi thứ phát sau cùng cái đấy nữa, rồi là các nhiễm trùng cơ hội. Và nếu mà bệnh nhân không kiểm soát thì vào viện trong cái tình trạng có thể là rất là nặng nề, suy dưỡng thận cấp, nhiễm khuẩn cấp lên, có thể sốc nhiễm khuẩn, có thể sốc và tử vong. Corticoid thì nó là một cái thuốc rất là tốt, nhưng mà nó có nhiều tác dụng phụ cho nên là người bệnh không nên tự ý mua thuốc mà phải đi khám bác sĩ, và đặc biệt là cái thời gian dùng thuốc và liều lượng thuốc là phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ, để tránh tình trạng là hiện tại một số bệnh nhân thấy là cái thuốc nó có tác dụng tốt trên người ta cứ dùng mãi kéo dài, hết đợt này sang đợt khác, hết ngày này sang ngày khác, và dẫn đến là bệnh nhân bị các cái tác dụng phụ nặng do corticoid. Việc sử dụng corticoid như con dao hai lưỡi, vì vậy người dân cần có hiểu biết về công dụng cũng như tác dụng phụ của loại dược chất này. Cần đọc kỹ thành phần, hướng dẫn sử dụng của thuốc, cũng như thận trọng khi dùng thuốc để tránh tiền mất tật mang. Với cái thuốc corticoid này thì có lẽ là Hồng Quyên là người bị những căn bệnh liên quan tới dị ứng, cái tạng của mình nó dễ bị dị ứng. Với lại là sinh ra là mình có bệnh lý, có nghĩa là từ lúc mình sinh ra mình đã thừa hưởng cái gen di truyền đó từ gia đình. Thì cái yếu tố di truyền là mình có nổi, ví dụ như là hay nổi mề đay nè, rồi dễ bị mẩn đỏ, và sau đó nặng hơn là do cái sức đề kháng của Quyên nó kém, cộng với lại căng thẳng trong cuộc sống thì mình có bị như là bị chàm, rồi bị vẩy nến, rồi bị bong da, tự nó có bị bong da như vậy. Thì mình đã phải sử dụng rất là nhiều cách, trong đó thì đa số hồi xưa lúc mà thuốc mà chưa có được tốt á, thì đa số các thành phần thuốc đều có corticoid, là bởi vì cái corticoid nó rất là hay, là nó giúp cho mình giảm ngứa ngay và mình cảm thấy nó giảm viêm ngay. Thế nhưng mà sau đó một thời gian cái mình phát hiện ra là cái da mình nó ngày càng khô đi, và nó thậm chí nó còn yếu hơn. Thì nếu mà mình để ý là hồi xưa những cái người mà các bạn mà điều trị mụn đó, với hay muốn làm đẹp chấm chấm trên da, đa số những cái thuốc đó chúng ta đều có corticoid hết. Và mình bôi là mình hay được dặn là ở ngoài tiệm thuốc tây hay mấy cái cơ sở làm đẹp nói với mình là khi nào mà thấy da mình mẩn đỏ lên hay ửng lên thì thôi ngưng lại, là biết là mình đang bị dị ứng. Hoặc là họ cứ nói là khi mà da mình mẩn đỏ lên là đó là đang phản ứng tốt với thuốc, thì mình ngưng lại để cho da nó tự nó lành xong mình bôi tiếp. Thì thực ra corticoid ở trong đời sống mình sử dụng rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình không có kiến thức, mình không tìm hiểu thì mình sẽ không biết là cái hệ lụy để lại lâu dài của nó rất là lớn đối với sức khỏe đâu. Dạ vâng ạ. Bởi vậy vì thế mà có rất là nhiều người khi mà sử dụng corticoid mà không nhìn trong thành phần thuốc thì cũng không biết là mình đang dùng, dẫn đến việc dùng lâu một thời gian thì lại bị lạm dụng corticoid, và khi xảy ra những cái biến chứng thì lúc này cũng không tìm ra được nguyên nhân nữa nếu như chúng ta không đến bác sĩ. Vì thế khi mà sử dụng bất kỳ loại thuốc nào thì quý vị cũng nên nhìn kỹ cái thành phần trong đó để chúng ta có được một cái hạn định cho mình, cũng như là biết là mình đang sử dụng cái nhóm thuốc có chứa corticoid hay không, để đề phòng những cái điều mà bất trắc có thể xảy ra. Và có tình trạng một số nhà thuốc bán corticoid tràn lan mà không cần đơn của bác sĩ.
Điều này khiến cho người sử dụng loại thuốc này không có sự kiểm soát. Khi sử dụng thuốc này, người bệnh cảm thấy rất nhanh được khỏi bệnh. Nhưng trên thực tế thì nếu sử dụng lâu, thuốc sẽ gây ra những biến chứng để lại hậu quả cho người bệnh. Corticoid là một nhóm thuốc có hoạt chất tác dụng là kháng viêm mạnh, chống dị ứng, ức chế miễn dịch, thường được sử dụng để điều trị cho nhiều bệnh lý khác nhau, từ các bệnh về da như kích ứng do côn trùng đốt, eczema, chàm, vẩy nến, cho đến các bệnh về viêm khớp, viêm phổi. Các bệnh tự miễn như dị ứng, lupus, ban đỏ hệ thống. Do sự đa dạng trong sử dụng, mà corticoid thường được kê đơn và sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, chính điều đó cũng đã dẫn đến tình trạng lạm dụng corticoid trong điều trị. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, sử dụng corticoid với liều lượng vừa phải trong một thời gian nhất định sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Tuy nhiên, việc lạm dụng corticoid sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ khác nhau như làm loãng xương, tăng huyết áp, gây khối huyết khối làm nghẽn mạch, có thể gây loét dạ dày, làm giảm sự đề kháng của cơ thể, dẫn đến nhiễm trùng. Và để tránh tình trạng lạm dụng corticoid thì chúng ta cần phải biết cái cách sử dụng. Hồng Quyên xin được giới thiệu một vài cách như sau. Đầu tiên là chúng ta sử dụng liều lượng thấp và sử dụng ngắt quãng. Có nghĩa là chúng ta bôi với liều lượng mình cần dùng theo đúng chỉ định của bác sĩ nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ngắt quãng một khoảng thời gian ra để tránh cái tác dụng phụ của corticoid để lại. Và cách thứ hai đó là chúng ta giảm liều từ từ khi mà ngừng điều trị. Nếu mà chúng ta đã cảm thấy là corticoid thực sự là mang lại tác dụng, chẳng hạn như là ví dụ những người mắc các vấn đề về chàm, về ngứa, về dị ứng như Quyên mà cần phải bôi để giảm ngứa, hoặc là Quyên là người cần phải lên hình mà những cái vết mẩn đỏ nó quá dày đặc thì mình phải bôi để cho nó giảm ngay lập tức, thì sau đó mình phải giảm liều ngay hoặc là ngừng từ từ, thì cái này mình cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Và cách thứ ba là với thuốc corticoid mà đừng uống thì tốt nhất là chúng ta nên uống sau bữa ăn để tránh ảnh hưởng tới dạ dày. Và thứ tư đó là đối với thuốc mà dạng bôi thì nên bôi một lớp mỏng ở trên cái vùng da bị bệnh thôi, tránh bôi tràn lan ra những cái vùng da mà không có bị bệnh của chúng ta. Ngoài ra ở những vùng da trầy xước thì tuyệt đối là không nên bôi vào. Và đó là một trong những cái lưu ý mà Nguyên chia sẻ với những cái kinh nghiệm cá nhân cũng như là nhóm ban biên tập của chúng tôi, thì cũng muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Nhưng thêm một lần nữa là Nguyên cũng nhắc lại vì sao nhiều người cảm thấy thích sử dụng corticoid là bởi vì nó mang lại cái hiệu quả rất là nhanh. Có những người vừa sần lên da một chút thôi, bôi xong là đã thấy da của mình láng mịn lại rồi. Vì vậy cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là công hiệu của nó lớn. Nhưng mà khi tìm hiểu thì Quyên là một người mà cũng đã gọi là trả giá. Thứ nhất là sức đề kháng da mình kém, mà da là một trong những cái đơn vị mà gọi là bảo vệ sức khỏe đầu tiên của mình, coi như sức đề kháng đầu tiên á. Nên sau đó Quyên đã phải nghỉ việc một thời gian rất là nhiều để có thể điều trị lại, điều trị từ thận cho tới gan và rất nhiều thứ. Nên mong là các bạn coi Quyên như là một hình mẫu nếu mà ai muốn ứng dụng và sử dụng corticoid trong việc điều trị sức khỏe của bản thân hay cũng như chăm sóc sắc đẹp. Và tiếp nối chương trình sẽ còn rất nhiều những cái thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi.